Hệ thống đầu tư Ataget xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay, Thế xin chia sẻ với anh chị về bản tin thị trường ngày 17 tháng 8 năm 2021 với chủ đề thị trường điều chỉnh bình thường. Và các anh chị đang xem video, nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ Thế và hệ thống đầu tư Ataget. Và Thế cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian để theo dõi các video của hệ thống cũng như là dành thời gian ủng hộ Thế và hệ thống đầu tư Ataget, và hy vọng rằng các anh chị của chúng ta sẽ đầu tư thành công và đạt được lợi nhuận tốt trong cái giai đoạn sóng hiện tại. Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị. Và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ với anh chị về các chủ đề như sau. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ với anh chị về 3 chủ đề. Đầu tiên đó là nhận định thị trường ngày 17 tháng 8 năm 2021. Thứ hai đó là em sẽ chia sẻ với các anh chị đó là các yếu tố có thể duy trì đà tăng của thị trường và lý do tại sao ngay trong buổi sáng, phiên sáng ngày hôm nay trước 9 giờ thì em đã có những cái kế hoạch như là chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta tham gia đối với các cổ phiếu dòng thép và dòng dầu khí. Và lý do tại sao thì trong này thì em sẽ chia sẻ với các anh chị đó là trong các yếu tố duy trì đà tăng của thị trường. Và phần thứ ba đó là Thế xin chia sẻ và đánh giá các dòng cổ phiếu trong thời điểm hiện tại, những cái dòng nào vẫn đang duy trì trạng thái tốt, những dòng nào mà chúng ta có thể canh để chúng ta chốt lời một phần, thì ngày hôm nay thì em sẽ xin đánh giá với các dòng cổ phiếu và xin chia sẻ với tất cả các anh chị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một nhận định thị trường ngày 17 tháng 8 năm 2021 ạ. Xin chào cả nhà và xin chào các anh chị nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là phiên sáng thị trường vẫn tiếp tục duy trì một cái đà tăng nhẹ, và áp lực thì bắt đầu xảy ra, áp lực bán xảy ra vào cuối phiên sáng cũng như là vào cuối phiên chiều, là điểm số của chúng ta cũng đã giảm rất là mạnh. Vào gần cuối phiên chiều thì chúng ta thấy rằng đã có những cái lực hồi, tuy nhiên là thị trường đóng cửa vẫn giảm 7,87 điểm tương ứng với 0,57%. Và đối với chỉ số VN30 thì đó là giảm 6,65 điểm tương ứng với 0,44%. Và chúng ta thấy rằng là hiện tại độ rộng thị trường ngày hôm nay tiêu cực khi số mã đỏ tăng so với cái số mã tăng, đúng không ạ? Đó là số mã đỏ là 232 mã, còn số mã tăng điểm chỉ là 148 mã. Và trong sổ VN30 thì chúng ta thấy rằng là có 22 mã tăng và chỉ có 22 mã giảm và chỉ có 6 mã tăng thôi. Trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là điển hình là các cổ phiếu dòng dòng thép là đi ngược lại so với thị trường. Và điển hình ngày hôm nay có Nam Kim này, Hoa Sen này, Hòa Phát, đúng không? SMC này, cùng với một số các cổ phiếu của dòng dầu khí chẳng hạn như BSR, PVD, PVS là các cổ phiếu đang có trạng thái là đi ngược so với thị trường. Còn về nhìn chung ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu trụ trong ngày hôm nay là đang biến động ở quanh vùng tham chiếu, riêng có VHM là chịu áp lực bán khá là mạnh và khối lượng cũng khá là lớn. Cùng với các cổ phiếu dòng chúng ta thấy rằng các cổ phiếu đã tăng trong thời gian vừa qua như là dòng bất động sản cũng có những cái trạng thái điều chỉnh này. Các cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp cũng điều chỉnh. Các cổ phiếu dòng chứng khoán sau những phiên tăng mạnh của ngày hôm qua thì ngày hôm nay cũng có những cái sự phân hóa. Thì nhìn chung là Thế thấy rằng quan điểm của Thế đó là nhịp ngày hôm nay đó là cái phiên điều chỉnh bình thường, điều chỉnh bình thường, và xác suất cao là cái áp lực bán và áp lực giảm điểm vẫn có thể xuất hiện vào đầu phiên sáng ngày mai. Tuy nhiên là cuối phiên là xác suất cao là thị trường sẽ hồi phục và tăng điểm trở lại. Còn cụ thể như nào thì lát nữa Thế sẽ chia sẻ với cái đồ thị cụ thể với các anh chị sau. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là khối tự doanh ngày hôm nay tiếp tục bán ròng, nhưng giá trị bán ròng chỉ khoảng độ 40 tỷ đồng. Và chúng ta thấy rằng khối ngoại bán ròng chủ yếu là SSI này, tự doanh bán ròng chủ yếu SSI này, Hòa Phát này, Techcombank này, MVB, và mua dòng đó là VHM và MVKG. Còn khối ngoại ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái lượng tiếp tục là bán ròng với cái khối lượng khá là lớn, đó là 1.383 tỷ. Và chúng ta thấy rằng là áp lực bán ròng chủ yếu các cổ phiếu như là VHM trong thời gian vừa qua này, VIX này, Hòa Phát này, GAT, DPM, Nam Long, Vietcombank và CTG, đó là các cổ phiếu mà khối ngoại bán ròng. Và Thế nhận thấy rằng đó là các quỹ của nước ngoài cũng đã có những cái trạng thái bị rút ròng, thế nên là việc họ phải bán ròng các cổ phiếu của chúng ta để họ sẽ mang tiền về, vì các quỹ đó là đã bị rút ròng ở trong thời gian vừa qua.
Tuy nhiên, cái điều quan trọng hơn đó là chúng ta sẽ xem là xu hướng thị trường hiện tại của chúng ta là như thế nào. Thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ xem xét đồ thị AMI Broker nhé. Chia sẻ với các anh chị như sau thì chúng ta thấy rằng là ngay phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà chúng ta thấy rằng một phiên tăng điểm khá là tốt và khối lượng gia tăng so với mức trung bình. Phiên ngày hôm nay là một cái phiên điều chỉnh nhưng mà khối lượng thì chúng ta thấy rằng thấp hơn phiên ngày hôm qua. Thì thực ra cái phiên ngày hôm nay theo thế đánh giá là một cái phiên điều chỉnh tích cực, điều chỉnh tích cực nhá, và đang có xu hướng đó là lấp lại cái khoảng trống đã tạo ra trong những cái phiên trước, đã tạo ra trong cái phiên ngày hôm qua nhé. Các anh chị lưu ý là ngày hôm nay có xu hướng là lấp lại, tuy nhiên là vẫn chưa lấp hết cái khoảng trống này. Khả năng là đầu phiên sáng ngày mai sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ thêm một chút để lấp cái khoảng trống này. Và cũng lưu ý với các anh chị là nhịp điều chỉnh đợt này thì đó là vùng 1340 và 1350 vẫn là những cái vùng hỗ trợ mạnh của thị trường chung. Và như hôm qua em cũng đã chia sẻ với các anh chị về hai kịch bản có thể xảy ra, đúng không? Thì vấn đề là hiện tại nếu thị trường chung biến động và tích lũy ở quanh vùng 1360, 1370 như thế này thì đó là những cái trạng thái khá là tốt. Tích lũy ở quanh vùng này tầm khoảng độ là 1 đến 2 tuần và sau đó xu hướng đó là sẽ quay trở lại những cái vùng đỉnh cũ 1420. Lát nữa em sẽ chia sẻ rõ hơn về góc nhìn kỹ thuật cũng như là về các yếu tố cơ bản. Thì như hôm trước em cũng đã, cái buổi đầu tuần đó thứ hai thì em cũng đã chia sẻ với các anh chị về các yếu tố cơ bản để chúng ta kỳ vọng là thị trường chung của chúng ta tốt rồi. Còn lát nữa thì em sẽ tổng hợp qua đó là các yếu tố kỹ thuật nào để em đánh giá là thị trường sẽ về những cái vùng 1420 điểm trong thời gian tới. Và cũng chia sẻ với các anh chị đây là góc nhìn cá nhân của Thế cũng như là hệ thống đầu tư Atarget nhé. Và hy vọng là sẽ là đưa cho các anh chị một góc nhìn để các anh chị có thể tham khảo một cách tốt nhất. Thì chúng ta thấy rằng cái phiên ngày hôm nay là phiên điều chỉnh trở lại, khối lượng thấp như này, thấp hơn so với phiên tăng ngày hôm trước thì Thế đánh giá là bình thường. Xác suất cao có thể sẽ lấp lại cái khoảng trống, lấp lại cái khoảng trống và sau đó sẽ hồi phục trở lại nhé. Thế nên là cái vùng này ấy, lưu ý với các anh chị là như này. Ngày hôm nay mà khi mà thị trường chịu cái áp lực giảm điểm ấy, lúc thị trường giảm hơn 10 điểm ấy, thì rất nhiều các anh chị cũng nhắn tin cho Thế riêng đang lo lắng về thị trường Thế ơi có nên bán cổ phiếu ngay lúc này hay không, có sợ là thị trường bị sập hay không. Thì em xin lưu ý với lại các anh chị nhé. Thứ nhất là như này, vùng này xu hướng là đang xu hướng tích lũy, thế nên là việc chúng ta mua cổ phiếu ấy, thì các anh chị sẽ canh là cổ phiếu chưa tăng mạnh hoặc vẫn đang biến động ở trên nền để chúng ta mua. Chúng ta hạn chế là mua ở vùng quá cao vì các cổ phiếu break đỉnh cho những cái điểm mua thì đã qua rồi. Chia sẻ với các anh chị nhé, các cổ phiếu break đỉnh cho điểm mua thì là đã qua rồi. Còn cái nhịp này là xu hướng tích lũy, xu hướng tích lũy mà các anh chị mua quá cao thì các anh chị sẽ đối diện với ngắn hạn là T3, T4 về áp lực điều chỉnh có thể xảy ra. Tuy nhiên cái giai đoạn này như này, đó là các anh chị hạn chế mua ở quá cao và vì xu hướng đang là tích lũy. Nhưng mà vấn đề là các anh chị cũng đừng hạn chế bán khi mà thị trường chung đang giảm điểm hoặc là cổ phiếu đang điều chỉnh, vì xác suất cao sẽ hồi lại. Nếu mà các anh chị muốn bán thì chúng ta sẽ chờ thị trường hồi lại, chúng ta sẽ bán sau. Hồi lại chúng ta sẽ bán sau nhé. Còn nếu mà đấy là các anh chị muốn bán, còn tuy nhiên là hoặc là trong cái thời điểm này điều chỉnh là cái cơ hội, như hôm nay em cũng chia sẻ, lát nữa em sẽ chia sẻ với các anh chị cụ thể, đó là cơ hội để các anh chị có thể chúng ta gom các cổ phiếu đang xu hướng tăng tốt. Và ngày hôm nay là em cũng đã cho nhiều các anh chị khách hàng của mình đó là gom một số cổ phiếu dòng bất động sản đang có tín hiệu điều chỉnh là chúng ta sẽ mua gom dần. Vừa qua thì chúng ta đã mua rồi, tuy nhiên là tại vùng này mua rồi và cổ phiếu tăng một nhịp và chúng ta đã có vị thế rồi thì chúng ta có thể canh cái nhịp này để chúng ta có thể gom được cổ phiếu. Thế nên là các anh chị lưu ý nhịp này nhé, không bán khi mà cái thị trường đang giảm mạnh hoặc là thậm chí là khi cái giai đoạn đó các anh chị của chúng ta chủ động là canh về những cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua gom dần. Lưu ý. Còn cái việc mua thì chúng ta cũng hạn chế mua cao. Đây là cái thời mà rất nhiều các cổ phiếu bùng nổ, đúng không ạ? Thì cái thời điểm này là xu hướng tích lũy thì chúng ta hạn chế mua ở vùng quá cao, lưu ý với các anh chị nhé, hoặc là xa vùng nền vì dễ bị cái áp lực điều chỉnh ở trong ngắn hạn. Thì chúng ta thấy rằng đây cũng là những cái giai đoạn mà thế là nếu mà cổ phiếu giả sử nhé, có test lại đi, nếu mà cổ phiếu lên một nhịp rồi
xu hướng tích lũy như này thì vẫn là tốt nhất. Và ngày hôm qua thì Thế cũng đã thấy rằng là xu hướng dòng tiền tham gia rất là tốt. Tuy nhiên là khác với nhịp này là xu hướng của thị trường, đó là sẽ đi lên luôn và không có nhịp test trở lại. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng liệu có xảy ra những cái trạng thái mà tích lũy tiếp ở vùng này hay không thì chúng ta vẫn quan sát thêm. Nhưng mà nhìn chung ấy, quan điểm của Thế đó là thị trường hiện tại vẫn đang là một cái xu hướng tăng, xu hướng uptrend, đang là một cái xu hướng tăng ngắn hạn, là điều chỉnh ngắn hạn thôi, và xác suất cao là sẽ về những cái vùng đỉnh cũ. Và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ với các anh chị về những cái khuyến nghị của em trong ngày hôm nay để các anh chị có thể nắm rõ được hơn là tại sao là chúng ta nên mua ở những cái vùng nền mà chúng ta lại không mua ở vùng quá cao nhé. Ngày hôm nay thì ngay đầu phiên sáng thì em cũng đã chia sẻ với các anh chị đó là dòng tiền trên thị trường đang luân phiên bùng nổ. Các dòng chẳng hạn như là ngày hôm nay đó là vào 8:50 đúng không ạ? 8:50, hơn 8:59 này, dòng tiền trên thị trường đang luân phiên bùng nổ. Các dòng thép và dầu khí có thể sẽ bùng nổ trong các phiên giao dịch tới. Thế nên là các anh chị nào xác định đánh ngắn, anh chị có thể canh mua đó là HSG và BSR cũng như là Nam Kim, thì các cổ phiếu này đang ở trong danh mục của em rồi. Thì ngay vùng giá hiện tại cổ phiếu đang có trong danh mục, rồi đánh T3, T5 có thể canh tăng mạnh bán ra. Bản chất là các dòng cổ phiếu chưa tăng nhưng dòng tiền sẽ luân phiên và xác suất cao sẽ tăng. Anh chị canh là đánh ngắn hạn. Còn xu hướng là vẫn tập trung vào các cổ phiếu dòng bất động sản và chứng khoán, vì đang là các cổ phiếu mạnh hơn thị trường, là các cổ phiếu mà đang có dấu hiệu là vượt đỉnh. Đó là chia sẻ với anh chị. Ngay đầu giờ sáng em đã khuyến nghị các anh chị là tham gia các cổ phiếu thép và dầu khí rồi. Thì điển hình là hai cổ phiếu như là Hoa Sen và BSR, thậm chí Nam Kim là các anh chị cũng có thể mua được. Tuy nhiên Nam Kim là đang ở cái kênh trên thì chúng ta có hạn chế thôi. Ok, đấy là chia sẻ với các anh chị là như vậy. Còn ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó là VSM cũng là một cái tâm điểm trong ngày hôm nay. Khi mà VSM vừa qua thì em cũng khuyến nghị các anh chị mua ở quanh vùng 118.5, và phiên ngày mai là cổ phiếu về và đang gần chạm cái ngưỡng đó là 110.2, là ngưỡng cắt lỗ. Và nếu ngày mai thì bản thân em đánh giá là thứ nhất, mai là cổ phiếu về thì chúng ta mới hành động được, thì chúng ta xem có ổn hay không. Nếu không ổn là chúng ta phải chấp nhận là cắt lỗ đối với cổ phiếu VSM. Còn nếu ổn thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta nắm giữ nhé. Thế nên là chúng ta sẽ chờ trong phiên ngày mai. Chờ trong phiên ngày mai thì bản thân chia sẻ với các anh chị như sau. Thì hiện tại là chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì dòng tiền đã có sự luân phiên bùng nổ. Khi mà chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang chốt lời ở các cổ phiếu dòng cảng biển này, dòng phân bón vừa qua đang bị chốt lời khá là mạnh này, và một số các cổ phiếu đó là các cổ phiếu mà tăng mạnh đã có dấu hiệu bị chốt lời. Thì xu hướng là dòng tiền đang chuyển sang các cổ phiếu mà chưa tăng, chẳng hạn như các cổ phiếu dòng chứng khoán này, bất động sản này. Vừa qua thì chúng ta thấy rằng chứng khoán bùng nổ này, bất động sản bùng nổ này. Tiếp theo là ngày hôm trước thì chúng ta thấy cả ngân hàng cũng bùng nổ đúng không ạ? Thế nên là hiện tại có hai dòng lớn nữa, đó là dòng thép và dòng dầu khí là chưa bùng nổ. Và bản thân em thấy rằng trong một xu hướng ấy, trong một xu hướng tăng thì dòng tiền là sẽ luân phiên giữa các dòng cổ phiếu. Thế nên là các cổ phiếu trước đã bùng nổ rồi thì thông thường ấy là cổ phiếu dòng thép và dòng dầu khí là sẽ bùng nổ theo. Đó là lý do mà em khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ tham gia đối với các cổ phiếu dòng thép và dòng dầu khí. Tạm thời là chúng ta cứ đánh ngắn hạn trước đã. Mấy cái điều thứ hai nữa là các cổ phiếu thép đang có xu hướng đó là tích lũy. Chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là HSG này vẫn đang quanh những cái vùng tích lũy này, thì xu hướng này bùng nổ phiên nay thì xác suất cao là sẽ về những cái vùng đỉnh cũ này. Hoặc là Nam Kim này, chúng ta thấy rằng tạo những cái vùng tích lũy và xu hướng bùng nổ thì có thể các anh chị sẽ đánh ngắn hạn vẫn rất là ok này. Ngày hôm nay là ngay đầu phiên sáng là Thế đã khuyến nghị các anh chị rồi. Hòa Phát này, Hòa Phát thì cũng chia sẻ với các anh chị đó là xu hướng này tích lũy này. Tại sao khi mà xu hướng tích lũy như này ấy, chưa phải tăng quá mạnh ấy, thì đó là lý do mà các anh chị chúng ta tham gia với cái rủi ro nó sẽ ở mức thấp hơn và thị trường đang tích lũy. Thế nên là chúng ta mua cao quá thì nó sẽ cái biên lợi nhuận của chúng ta sẽ không đạt nhiều. Chẳng hạn như HSG ngày hôm nay có anh chị cuối phiên hỏi là có mua được HSG không, thì em đánh giá là qua cái vùng mua của buổi sáng nay rồi thì là chúng ta hạn chế mua đuổi. Vì tại sao? Vì từ giờ đến cái vùng đó là vùng đỉnh là quanh vùng 42 đúng không ạ?
40 đến 42 là chỉ còn 5% nữa. Nếu mà các anh chị mua ở đây thì nó sẽ bị cái rủi ro ở trong ngắn hạn, lưu ý với các anh chị nhé. Thế nên là chúng ta cứ, nếu mà các anh chị mua thì chúng ta cứ canh chỉnh chúng ta mua. Và cái thứ hai nữa là dòng dầu khí thì chia sẻ với anh chị. Thực ra ấy, dòng dầu khí hôm nay mới là mớm cái đà tăng thôi, có thể phiên mai dòng dầu khí sẽ là tăng nhé. Nhưng mà vấn đề là khi mà đang tích lũy này, lưu ý các anh chị đang tích lũy ở vùng này, thì các anh chị tham gia chẳng hạn như BSR ấy, thế quý nghị các anh chị tham gia ngay đầu phiên sáng ngày hôm nay là quanh vùng 19.2 cả phiên chiều cũng vậy thôi. Thì vấn đề là khi mà chúng ta tham gia vùng hỗ trợ này thì cái rủi ro là thấp, đang ở quanh đường EMA 20, đường EMA 50 thì rủi ro của chúng ta khá là thấp. Thế nên là mà chúng ta sẽ kỳ vọng là cổ phiếu sẽ tăng. Và dòng dầu khí, lưu ý với các anh chị là trong phiên nay không phải là phiên bật của dòng dầu khí, mà trong phiên nay là phiên bật của dòng thép. Thế nên là dòng dầu khí xác suất cao ngày mai sẽ là bứt phá và bật tiếp. Đấy là chia sẻ với các anh chị. Thế nên là việc chúng ta đã mua được ở những cái vùng đó là quanh vùng tham chiếu. Thực ra là đây là những cái phiên mua này. Chúng ta mua ở những cái vùng thấp này, vùng tích lũy như này thì chúng ta sẽ có lợi thế về giá. Lưu ý với các anh chị nhé. Dầu khí xác suất là phiên mai mới là phiên bứt nhé. Phiên mai mới là phiên bứt và kỳ vọng, thế cũng sẽ kỳ vọng trong ngắn hạn thôi. Tạm thời là về đỉnh trước đã, rồi về đỉnh test lại lên tiếp hay là như nào thì chúng ta tính sau. Nghĩa là nếu mà các anh chị tham gia đánh ngắn hạn thì chúng ta sẽ canh ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn mua được ở những cái vùng giá rất là tốt. Lý do đó là như bản thân em chia sẻ lại các anh chị, lý do là các dòng tiền đang có sự luân phiên rồi. Luân phiên và dòng tiền chưa có sự rút ra nhé. Có luân phiên giữa các dòng thì có dòng lớn, đó là có dòng thép và dòng dầu khí, đúng không ạ? Là hai dòng mà chưa bứt phá thì đó là sớm muộn sẽ bứt phá, đúng không ạ? Và chia sẻ với các anh chị là dòng dầu khí xác suất ngày mai sẽ là tăng. Lưu ý với các anh chị nhé, nếu mà các anh chị mà chưa mua được, ngày hôm nay chưa mua nhé, thì cơ hội trong ngắn hạn vẫn còn đối với dòng dầu khí. Lưu ý với các anh chị, ngày mai điểm mua thì vẫn còn đối với dòng dầu khí, để các anh chị vẫn có thể mua được. Tùy theo các anh chị, nhưng mà hiện tại ấy, là những cổ phiếu nào mà chưa vượt đỉnh thì em khuyến nghị các anh chị là đánh ngắn hơn. Những cái cổ phiếu dòng bất động sản, cổ phiếu dòng chứng khoán thì em khuyến nghị là các anh chị mua và nắm giữ, có thể là 2 tháng, 3 tháng hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng các cổ phiếu mà chưa vượt đỉnh, có thể quý 3 chưa đánh, chẳng hạn như là dòng thép, dòng dầu khí cần thêm cái thời gian tích lũy nữa. Mặc dù dòng thép cũng được một số doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách đầu tư công, đúng không ạ? Và rất nhiều cái được hưởng lợi trong thời gian tới. Tuy nhiên ạ, có thể quý 4 mới chạy, thì lúc đó là tạm thời là chúng ta cứ đánh ngắn đã. Các anh chị tạm thời về đây, về đỉnh là chúng ta đánh ngắn trước đã. Đánh ngắn xong rồi chúng ta có thể canh những cái cổ phiếu hàng đầu. Chúng ta tập trung vào bất động sản, chúng ta tập trung vào dòng chứng khoán hơn. Thì đó là các cổ phiếu vượt đỉnh thì sẽ là có xu hướng sẽ là tăng tốt hơn. Đó là các cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Một câu hỏi như này, chia sẻ với anh chị. Vậy tại sao bây giờ dòng thép và dòng dầu khí mới chạy? Thực ra ấy, những cổ phiếu dòng nào tốt là các cổ phiếu đã chạy trước rồi. Đây là một cái lưu ý các anh chị nhé. Chúng ta phải nhấn mạnh cái điều này, chứ chúng ta cứ nhìn hôm nay cổ phiếu này chạy, mai cổ phiếu kia chạy mà chúng ta chưa hiểu được cái bản chất thì đó là rất là khó. Những cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường đã chạy nhịp trước rồi và thể hiện rõ, đó là các cổ phiếu dòng bất động sản. Bất động sản tạo đáy trước thị trường. Cái cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu dòng chứng khoán. Nhiều cổ phiếu bứt phá vượt đỉnh rồi. Bứt phá vượt đỉnh nghĩa là VN Index còn chưa về đến, bây giờ đang quanh 1370, chưa về đến 1420, nhưng dòng chứng khoán bứt phá vượt đỉnh rồi. Đó cũng là cái dòng mà đang mạnh hơn thị trường. Đang mạnh hơn thị trường thì chúng ta sẽ tập trung cái tài sản của chúng ta chủ yếu vào những cái dòng kia nhiều hơn. Nhiều hơn nhé. Nhưng những cái cổ phiếu mà về dòng tiền định hướng sau ấy, thì đó là chẳng hạn như dòng lớn có thép và dầu khí ấy, thì, và vừa qua là có ngân hàng. Ngân hàng hiện tại theo em đánh giá nhé, đây là quan điểm cá nhân thôi. Quan điểm cá nhân thì các anh chị việc đúng hay sai thì chúng ta bây giờ chúng ta hạn chế. Vấn đề là chẳng hạn như là như VHM em mua sai thì chúng ta phải chấp nhận sai đi. Các anh chị đừng đặt nặng nhé. Vấn đề là đúng nguyên tắc thì chúng ta làm thôi. Nếu mà sai thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta cắt lỗ. Đúng thì chúng ta sẽ giữ lại. Hoặc các cổ phiếu mà chúng ta mua đúng rồi thì chúng ta được lợi nhuận, đúng không? Sai thì chúng ta phải dừng lại thôi. Nghĩa là các anh chị hạn chế cái điều. Đây là chia sẻ quan điểm cá nhân. Nó có thể đúng, có thể sai. Nhưng hy vọng là các anh chị sẽ gọi là có một cái góc nhìn nào đó để các anh chị biết rõ thêm. Thì như này, những cái cổ phiếu về sau á, đó là chẳng hạn như thép và dầu khí là các cổ phiếu đang yếu hơn thị trường.
và dòng tiền có tính luân phiên. Thế nên là khi đã tham gia các cổ phiếu chẳng hạn như là dòng cảng biển này, dòng phân bón này, chúng ta thấy rằng dòng xi măng này, dòng bất động sản, dòng chứng khoán đã các cổ phiếu bứt phá vượt đỉnh hết rồi, thì đó là các cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Thì những cái cổ phiếu về sau này thì là các cổ phiếu yếu hơn thì chúng ta nên xác định là chúng ta tạm thời, em nói là tạm thời, chúng ta xác định đánh ngắn trước đã. Cứ chẳng hạn như là PVS mai vẫn còn điểm mua cho các anh chị ATO, thì chẳng hạn khi mà về những cái vùng đỉnh này chúng ta tạm thời chúng ta cứ bán ra, chúng ta canh vào những cái cổ phiếu gọi là những cái cổ phiếu đang tích cực và đang mạnh hơn thị trường. Vì những khi mà dòng tiền gọi là định hướng về sau ấy, thì chúng ta thấy rằng là đó là những cái cổ phiếu đang yếu hơn thị trường. Cả dòng ngân hàng cũng vậy nhé, đang yếu hơn thị trường chung, và dòng ngân hàng gần như là gọi đang giữ nhịp thị trường chung, nghĩa là đang xu hướng biến động cùng thị trường chung thôi. Đấy là chia sẻ với các anh chị về cái quan điểm của thế, là tại sao mà vấn đề là cơ hội vẫn có, chúng ta còn sức mua đúng không? Chúng ta còn tiền thì chúng ta vẫn đánh, và vấn đề là cái xác suất thành công cao thì chúng ta vẫn tham gia, chúng ta giải ngân thôi. Vấn đề là trên thị trường khoán chúng ta quan trọng nhất là chúng ta kiếm tiền thôi, vẫn có cơ hội. Nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn một chút, 1-2 tuần nữa nếu mà thị trường mà quay lại vùng đỉnh và tích lũy các cổ phiếu vừa qua chạy tích lũy đủ thì còn chạy nữa hay không, thì đó là lưu ý với các anh chị nhé. Chẳng hạn như bản thân em đánh giá là các cổ phiếu dòng phân bón này, các cổ phiếu dòng phân bón xu hướng vẫn còn tăng nữa. Ngắn hạn là rất nhiều các anh chị của chúng ta quên, nhưng mà vấn đề là sắp tới thời gian lại có thể tích lũy rồi lại tăng tiếp. Đó là chia sẻ qua với các anh chị về cái tại sao ngày hôm nay em khuyến nghị ở thép và dầu khí. Dầu khí ngày hôm nay em khuyến nghị từ cái vùng giá tham chiếu, nhưng ngày mai vẫn còn những cái điểm mua đối với các anh chị. Còn bây giờ thì em xin chia sẻ với các anh chị về lý do tại sao em đánh giá là xác suất cao là thị trường sẽ quay về những vùng đỉnh. Đây là chia sẻ với các anh chị như sau. Các yếu tố duy trì của đà tăng ở trong thị trường ở trong thời gian tới và xu hướng là sẽ còn tăng tiếp, và hiện tại cái nhịp mà bây giờ thì chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn thôi. Đó là thứ nhất là dòng tiền luân phiên. Dòng tiền luân phiên thì chúng ta đã nhìn rất rõ rồi, nghĩa là dòng tiền ở trên thị trường không có sự rút ra. Các anh chị lưu ý là nếu chẳng hạn khi mà chốt lời của dòng phân bón này, chốt lời của dòng phân bón này, chốt lời của dòng cảng biển mà rút ra mà không có sự luân phiên, hoặc là một số cổ phiếu dòng bất động sản cũng chịu những áp lực chốt lời mạnh sau cái nhịp tăng vừa qua, nếu không có sự luân phiên mà dòng tiền bị rút ra, thì chia sẻ với anh chị là cái dòng ngân hàng này, dòng chứng khoán này, dòng thép và dòng dầu khí sẽ không bùng nổ, và như vậy thì thị trường đang có vấn đề, chỉ tập trung vào các dòng mạnh thôi. Thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang có sự luân phiên, đó là giữ nhịp thị trường ở lại, giữ nhịp dòng tiền đang ở lại thị trường. Nhưng mà cái dòng tiền mới tham gia thị trường thì bản thân em thấy rằng là số lượng tài khoản mở mới đang có dấu hiệu chững lại. Số lượng tài khoản mở mới đang có dấu hiệu chững lại thì cho thấy là thực ra tài khoản mở mới thì nó cũng sẽ không liên quan quá nhiều đến NAV. Tuy nhiên đấy, là vấn đề là bản thân em, đây là cái cảm nhận riêng thôi, là bản thân em thấy là cái dòng tiền mà tham gia mới ồ ạt, nó không còn nhiều như đợt trước nữa. Nghĩa là cái dòng tiền rẻ nó đã phản ánh rồi, bây giờ dòng tiền mới tham gia thì vẫn còn, nhưng mà cái lượng nó không còn quá nhiều nữa. Thế nên là dòng tiền vẫn luân phiên, và cái thứ hai nữa dòng tiền mới vẫn tham gia thì sẽ làm cho cái gọi là thị trường của chúng ta sẽ tốt hơn, và thể hiện là thanh khoản đã bắt đầu quay trở lại rồi nhé. Cái thứ hai đó là nhiều cổ phiếu mạnh hơn, nhiều cổ phiếu tăng mạnh và cơ hội đầu tư vẫn còn, cổ phiếu vượt đỉnh và nhiều cổ phiếu khi mà thị trường chưa về đỉnh. Nghĩa là chúng ta thấy rằng xuất hiện rất nhiều các cổ phiếu mà đang tăng khá là mạnh và xu hướng và chen vẫn còn nguyên. Lưu ý với các anh chị nhé, dòng cảng biển này, dòng phân bón này, dòng xi măng này, dòng bất động sản này, dòng chứng khoán vẫn là một cái xu hướng tăng khá là tốt và cơ hội vẫn còn, dòng tiền vẫn tham gia. Và bản thân em đánh giá là và khi một thị trường mà đang có những cái sự bứt phá và rất nhiều cái cơ hội như vậy thì cho thấy là cái xu hướng đó là tạo thành gọi là thị trường để giảm điểm và đi xuống, hoặc là thậm chí xấu nhất ở về 1200 là xác suất rất là thấp nhé. Tiếp theo đó là dòng tiền đầu tư tham gia thị trường. Thực ra là như này, vấn đề bản thân em thấy là trong cái giai đoạn vừa qua là khi mà thị trường rơi thì bản thân em cũng có cái thời điểm em đánh giá là thị trường có thể sẽ về những cái vùng 1200 hoặc là 1150. Đó là những cái vùng gọi là
hỗ trợ mạnh của đường EMA100 đối với VN Index. Tuy nhiên là thị trường về mốc 1.225 và bắt đầu quay trở lại. Và phiên đó là phiên ngày ngày 20, chia sẻ với anh chị là phiên đó là ngày 20 tháng 7. Thì vấn đề là bắt đầu thị trường tăng điểm trở lại. Và bản thân em thấy rằng khi về những quanh vùng hỗ trợ này là thị trường tăng điểm trở lại và cho thấy rằng là dấu hiệu dòng tiền đã có, nghĩa là cái xu hướng của thị trường nhiều cổ phiếu tăng. Chẳng hạn vừa rồi là ngày 21 tháng 7 em khuyến nghị các anh chị là mua cổ phiếu VND. Thì bản thân em đã thấy rằng mặc dù là thị trường mà giảm điểm nhưng cơ hội bắt đầu là vẫn còn. Và thứ hai nữa là dòng bất động sản, đặc biệt là dòng bất động sản, các anh chị lưu ý nhé, là rất nhiều các cổ phiếu có dấu hiệu là tạo đáy trước thị trường và cho thấy là kênh xu hướng vẫn còn và xu hướng tạo đáy trước thị trường. Và như vậy thì cho thấy là một cái luồng nhà đầu tư vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ vẫn tốt từ giờ đến cuối năm. Thế nên là không có cái gọi là trạng thái bán tháo, và cái xu hướng đó là thị trường không còn về 1.150 nữa. Thị trường thì luôn luôn đúng nhé, nhưng bản thân em thấy là cái dòng tiền đầu tư họ vẫn tham gia và họ vẫn tìm kiếm những cái cổ phiếu cơ bản tốt và các cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Và cái điều thứ tư nữa em thấy đó là cái yếu tố vĩ mô đang ủng hộ nhiều chính sách là thúc đẩy của nền kinh tế, đó là chúng ta thấy rằng dòng tiền rẻ với lãi suất thấp vẫn được duy trì và chính phủ còn mong muốn là có thể sẽ hạ lãi suất thấp hơn nữa để cho các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư tiếp cận được với cái mức lãi suất đó một cách tốt hơn. Và cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng chính sách bơm tiền vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 120.000 tỷ ở trên thị trường. Vậy làm sao cái lượng tiền này để có thể hấp thụ được? Thì và đầu tiên là khi mà bơm tiền mạnh như vậy, thị trường chứng khoán là sẽ được hưởng lợi, và sau đó đến các ngành khác. Và bản thân em thấy là với cái quyết tâm của chính phủ đó là ngày 25 tháng 8 là sẽ cơ bản ổn định kiểm soát được dịch ở Hà Nội, ngày 15 tháng 9 cơ bản, đó là thêm một tháng nữa đúng không ạ, ngày 15 tháng 9 là cơ bản là kiểm soát được dịch ở miền Nam, giãn cách thêm một tháng nữa, thì em đang thấy rằng đó là hiện tại là chính phủ đang khá là quyết liệt trong cái việc mà kiểm soát dịch. Và như vậy thì khi mà kiểm soát dịch xong ấy, thì cái bức tranh kinh tế của chúng ta có sự hồi phục mạnh hơn. Và các anh chị lưu ý là nếu rất nhiều anh chị bảo hiện tại là đang giãn cách thì làm ăn được gì, làm sao có thể gọi là đầu tư kinh doanh được. Nhưng mà bản thân em thấy rằng đó là thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế, gần như tất cả mọi thứ là đều đi trước rồi, và thể hiện thị trường chứng khoán là thể hiện cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư về một cái vấn đề nào đó. Chẳng hạn nhé, khi mà các anh chị thấy rằng những dòng nào có thể được hưởng lợi từ khi mà dịch được kiểm soát và phục hồi kinh tế trở lại, thì gần như là bản thân em là theo cái xu hướng dòng tiền thì bản thân em thấy rằng các ngành đó mặc dù là hiện tại vẫn chúng ta vẫn giãn cách này và hiện tại dịch Covid đang dần dần được kiểm soát, nhưng mà chưa được kiểm soát hoàn toàn, nhưng mà những cái ngành đó đã thu hút dòng tiền khá là tích cực. Và bản thân em thấy rằng khi mà cái việc mà thu hút như vậy thì cho thấy là thị trường khoán đang là kỳ vọng, nhà đầu tư đang kỳ vọng như vậy. Và vấn đề là chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng của dòng tiền, và dòng tiền vào đâu để chúng ta đi theo xu hướng như vậy, đúng không ạ? Chúng ta lãi suất thấp, bơm tiền, đúng không ạ? Và chính sách đó là thúc đẩy đầu tư công. Và như lúc nãy em cũng thấy đó là xem qua thời sự, đúng không ạ? Là như ngày hôm nay Thủ tướng yêu cầu đó là tăng. Ngày hôm nay các anh chị VTV1 ấy, các anh chị có xem không ạ? Đó là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công, chuyển vốn dự án chậm giải ngân sang các dự án giải ngân tốt hơn. Các anh chị theo dõi lại cái đó là ấy ạ. Đây ạ, em có thể chia sẻ với các anh chị. Các anh chị theo dõi lại cái thời sự trong ngày hôm nay nhé. Thì bản thân em thấy là đã có những cái sự quyết liệt khá là mạnh mẽ ở đây. Vâng, trong VTV1 ngày hôm nay đúng không ạ? Thì đó là Thủ tướng đã yêu cầu đẩy nhanh đầu tư công. Đấy là chia sẻ với các anh chị như vậy. Đó là cái gọi là tiền đề để chúng ta còn kỳ vọng. Nếu mà vấn đề là tất cả bản thân ấy, thị trường khoán có thể đi trước những cái gì diễn biến xảy ra ở nền kinh tế khoảng độ 3 đến 6 tháng. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại ấy, bản thân em thấy là khi mà dịch Covid đang xảy ra
thì cái việc mà những cái chính sách của chính phủ ấy gần như là khi mà có những cái chính sách thay đổi là phản ánh ngay vào thị trường khoán, mặc dù những cái điều đó có thể sẽ thực hiện trong 2 đến 3 tháng nữa, nhưng mà trên thị trường khoán đã thể hiện rất là rõ rồi. Thì đó là những cái lý do mà em chia sẻ với các anh chị, đó là thị trường bản thân em hiện tại. Và lưu ý với các anh chị nhé, chúng ta cũng không quá lạc quan, chúng ta cũng không quá bi quan, nhưng đây là những cái điều mà bản thân em đang nhìn thấy ở trên thị trường, đang nhìn thấy ở trên thị trường có sự luân phiên, có rất nhiều các cổ phiếu tăng mạnh, có rất nhiều các cổ phiếu tăng mạnh nhé. Mặc dù rất nhiều các anh chị hiện tại vẫn đang cầm tiền, em biết rất nhiều các anh chị hiện tại vẫn đang cầm tiền, không biết là số lượng các anh chị đang theo dõi bản tin của em có cầm tiền nhiều hay không, nhưng rất nhiều các anh chị bên ngoài vẫn đang cầm tiền, và đó là vẫn đang lo sợ rằng là thị trường sẽ tạo thành những cái mô hình vai đầu vai có thể đi xuống, đúng không? Thì vấn đề là, nhưng chúng ta nhìn vào chẳng hạn như là HAH, dòng cảm biển đã tăng khoảng độ là 50 đến 100% rồi, tăng rất mạnh so với nền vừa qua này. DIG này, rất nhiều DPM, BCC, HT1, rất nhiều các cổ phiếu tăng rất là mạnh, đúng không ạ? MBS tất cả. Nhưng vấn đề là dòng tiền vẫn tham gia vào mà, rất nhiều các cơ hội mà, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng rất nhiều các cơ hội và dòng tiền đầu tư đã tham gia. Đó là trong cái giai đoạn thị trường xấu, nhưng bản thân em đánh giá là rất nhiều các cổ phiếu đã tạo đáy trước thị trường và vẫn duy trì một cái đà tăng tốt. Và bản thân em thấy là dòng tiền vẫn tham gia. Thì tại những cái lúc mà chúng ta đang lo sợ nhất thì dòng tiền đầu tư đó vẫn lựa chọn các doanh nghiệp tốt, vẫn kỳ vọng rằng các doanh nghiệp đó có thể tăng trưởng mạnh mẽ, thì dòng tiền đầu tư đã tham gia tốt. Và yếu tố vĩ mô ủng hộ, đó là cái bốn cái yếu tố mà em đánh giá rằng là xu hướng, đây là quan điểm cá nhân, là thị trường ít nhất sẽ về vùng đỉnh cũ, còn về đến đó diễn biến thế nào thì em sẽ cập nhật sau. Đấy là chia sẻ với các anh chị nhé. Và phần tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh chị về đánh giá các dòng cổ phiếu, đánh giá các dòng cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại. Đầu tiên thì em đánh giá là các cổ phiếu dòng ngân hàng là ngày hôm nay sau cái phiên thu hút dòng tiền mạnh ngày hôm qua thì có xu hướng là test lại như này bình thường nhé. Với cái nền này ấy, thì xác suất cao là sẽ hồi tiếp, lưu ý các anh chị nhé, xác suất cao là sẽ hồi tiếp nhé, đang tích lũy để đi lên. VPBank hồi chạm kháng cự rồi đúng không ạ? VPBank tạo nền, VPBank là hồi trước đúng không ạ? Hồi trước chạm kháng cự này của đường MA50, các xác suất cao tích lũy rồi có thể lại quay về vùng đỉnh. Đấy ạ. Các anh chị nào dòng ngân hàng thì các anh chị có thể Techcombank vẫn có thể kiên nhẫn, các anh chị nắm giữ chờ, nếu mà các anh chị đánh thì các anh chị có thể chờ ăn vùng đỉnh, đánh ngắn thì chúng ta chờ vùng đỉnh, chúng ta canh bán ra, chúng ta lại cơ cấu sang các cổ phiếu khác tốt hơn. Ngày hôm nay các dòng cổ phiếu dòng ngân hàng là test lại nhá, test lại tốt các anh chị nhá. MBB còn mạnh hơn, còn ngày hôm nay còn vẫn giữ được cái mức giá xanh đúng không ạ? STB ngày hôm nay cũng test lại không vấn đề gì. ACB test lại tốt nhá, test lại với cái khối lượng thấp như này thì bản thân em đánh giá là dòng ngân hàng đang test lại tốt, và xu hướng cao là những cái cổ phiếu nào đang ở đỉnh này thì sẽ vượt đỉnh này. Cổ phiếu này sẽ vượt đỉnh, cổ phiếu này mạnh hơn, giống như là VND này, SSI vượt đỉnh trước, các anh chị lưu ý nhé. Cổ phiếu này xác suất cao sẽ tích lũy rồi lại vượt đỉnh này. Thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta kiên nhẫn này. TPBank ngày hôm nay cũng đó là cũng đóng cửa mức giá xanh thì cho xác suất cao cũng sẽ về đỉnh, tích lũy dòng về đỉnh nhé. Các anh chị đang nắm giữ kiên nhẫn này. Nhìn chung dòng ngân hàng hiện tại ngày hôm nay test lại, ngày hôm qua nổ khối lượng cao này, ngày hôm nay test lại khối lượng thấp. Thực ra test lại như này, các anh chị mà muốn đánh ngắn ấy, chúng ta vẫn có thể canh ngày mai. Ngày mai đỏ đầu phiên là chúng ta vẫn mua được, và chúng ta đánh ngắn là khoảng độ 5 đến 7%. Nhưng bản thân em thì em thường gọi là đánh theo chen nhiều hơn, nhưng có cơ hội ngắn hạn thì em vẫn khuyến nghị các anh chị để các anh chị cân đối thôi. Em thì em thường đánh theo chen nhiều hơn. HD Bank cũng tốt này, test lại này. Các anh chị lưu ý xu hướng là về đỉnh này, OCB cũng về đỉnh này, An Bình Bank vùng đỉnh kháng cự quanh vùng 24, nhưng mà xu hướng cũng là xu hướng về đỉnh hết nhá. Các anh chị lưu ý nhé. Đấy là Liên Việt ngày hôm nay còn tốt hơn đúng không ạ? Liên Việt căn bản là phiên ngày hôm qua chưa nổ, phiên ngày hôm nay sẽ nổ nhá. Thì ngày mai nổ, ngày mai ngân hàng có thể là hồi tăng, tác động đến điểm số tăng của thị trường thì Liên Việt có thể lại chỉnh nhẹ. Lưu ý với các anh chị. Thế nên là vấn đề là các anh chị có ở cái nhịp này thì có thể canh về kháng cự, chúng ta bán hay không thì chúng ta sẽ cân nhắc NVB, SHB đang tích lũy này. Nhìn chung là dòng banh hiện tại đẹp các anh chị nhé, đang gọi là đang có xu hướng tích lũy thôi, nhưng mà hiện tại có xu hướng vẫn như là xu hướng sẽ hồi tiếp, nhưng mà vấn đề là trạng thái là
ngang với thị trường chung, bảo mạnh thì cũng không quá mạnh đâu. Cái chẳng hạn như Techcombank thị trường chung 1370 đây, 1420 thì Techcombank gọi đi ngang với thị trường chung thôi. Còn nếu mà khi mà thị trường chung về 1420 thì dòng banh sẽ về đỉnh, lưu ý các anh chị nhé, 1420 dòng banh sẽ về đỉnh. Dòng chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng VCI ngày hôm qua vượt đỉnh, ngày hôm qua chẳng hạn như VND, SSI vượt đỉnh đúng không ạ? Ngày hôm nay có trạng thái vẫn duy trì đà tăng, VCI là tốt này. FTS thì là cổ phiếu siêu hạng rồi, thì các anh chị hiện tại là đang là trạng thái siêu hạng rồi. SSI đồ thị hơi bị lỗi một chút, ngày hôm nay SSI test lại một chút nhá, không vấn đề gì các anh chị ạ. Đồ thị dòng chứng khoán đang bị lỗi à? Dòng chứng khoán SSI, HCM nhìn chung test lại như này là bình thường, nhưng vấn đề xu hướng ấy, dòng chứng khoán đã bứt rồi ấy, thì lại phải cần cái thời gian tích lũy. Lưu ý các anh chị cần thêm thời gian tích lũy nếu mà muốn tăng tiếp. MBS gặp đỉnh test lại, test lại, lưu ý các anh chị thông thường ấy là sẽ phải tích lũy ở vùng này nếu mà muốn tăng tiếp nhé. Thế nên vấn đề là, tuy nhiên là dòng chứng khoán ngày hôm qua ấy, khi mà bứt phá vượt đỉnh thì bản thân em không khuyến nghị các anh chị tham gia nữa, vì vấn đề đang ở vùng cao rồi, đang ở vùng cao rồi, thế nên chúng ta không tham gia nữa. Tham gia chẳng hạn như là an toàn, như là đang ở vùng dưới, chẳng hạn như là xác định đánh ngắn như là dòng thép và dòng dầu khí ngày hôm nay em chia sẻ. Nhưng mà nhìn chung ấy, dòng chứng khoán hiện tại thì chúng ta thấy rằng test lại bình thường, test lại bình thường, vẫn cái xu hướng và dòng tiền vẫn đang tốt, thì chúng ta dòng chứng khoán còn gọi là bứt phá mạnh hơn so với các cổ phiếu dòng ngân hàng nhé. Các anh chị lưu ý này, rất nhiều các cổ phiếu về đỉnh hoặc vượt đỉnh rồi. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với dòng thép. Dòng thép ngày hôm nay thì chia sẻ với anh chị đó là gần như là nổ hết. Ngày mai nhé, lưu ý các anh chị như này, tại sao ngày hôm nay cổ phiếu thép tăng là em không khuyến nghị các anh chị nữa, vì khi nổ này mai có thể lại test như dòng ngân hàng, lại điều chỉnh xuống rồi sau đó mới lên tiếp, rồi sau đó mới lên tiếp đấy. Lưu ý các anh chị là có thể xảy ra những trường hợp đấy. Thế nên là việc mà chúng ta mua cao đây, tự nhiên là chúng ta khoảng độ T10 đến T20 là chúng ta vẫn có lời, nhưng mà vấn đề là tự nhiên T3 T4 là chúng ta bị lỗ thì nó hơi phí, mà trong khi đó là chúng ta chủ động được. Mà Nam Kim ngày hôm nay thu hút tiền tốt này, có thể ngày mai sẽ test, nhưng mà vấn đề là trạng thái như này, chúng ta thấy rằng là xu hướng là đang tốt. Nam Kim là hệ thống khuyến nghị các anh chị mua từ vùng dưới này rồi, đối với cổ phiếu Nam Kim này đến giờ hiện tại cho mức sinh lời khá là tốt này. Hoa Sen này, Hoa Sen thì hiện tại thì cũng hiện tại cũng đang khá là tích cực. Đấy là chia sẻ với anh chị đối với các cổ phiếu dòng thép. Hoa Sen ngày hôm nay em còn cho mua, cho các anh chị mua ngay đầu phiên sáng đúng không ạ? Ngay đầu phiên sáng, và thực ra nếu mà các anh chị hiện tại có thể ngày mai test lại, nhưng mà xu hướng là sẽ về đỉnh. Hòa Phát bứt phá VGS thì chúng ta thấy rằng quá mạnh rồi đúng không ạ? TLH thì bứt phá luôn, chạm về vùng đỉnh này, khả năng sẽ test lại và cần thêm cái thời gian nữa. HMC này, POM này, HMC ngày hôm nay cũng nổ vôn này, POM ngày hôm nay cũng nổ vôn này, SI, TVN ngày hôm nay cũng nổ vôn này. Thì nhìn chung dòng thép ngày hôm nay có sự đồng thuận. Dòng về dòng dầu khí đấy thì chia sẻ với các anh chị là chẳng hạn như là PVD xu hướng ngày mai sẽ bứt phá vượt đỉnh, xu hướng ấy, bứt phá vượt đường MA50, nhưng mà sau đó lại test lại, sau đó lại bứt phá lên, tích lũy rồi sau lại lên. Lưu ý với các anh chị nhé, nếu mà các anh chị nào mà chưa mua được ấy thì các anh chị vẫn canh đó, phiên ngày mai chúng ta vẫn mua được, vì xác suất cao là phiên ngày mai sẽ có một cái phiên nổ nữa. Đối với dòng dòng P ngày hôm nay chỉ gọi là mồi nổ thôi, mồi nổ cho dòng P thôi, ngày mai xác suất cao sẽ nổ mạnh hơn. Đó là chia sẻ với các anh chị là như vậy. Còn đối với các cổ phiếu, chúng ta thấy rằng các cổ phiếu dòng bất động sản, các cổ phiếu dòng bất động sản thì ngày hôm nay là có xu hướng đó là bị test lại, xu hướng bị test lại, nhưng mà mức độ khối lượng vẫn là khối lượng thấp này. Thực ra dòng bất động sản chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu này là tại những cái điểm mua này, điểm mua cổ phiếu vẫn còn chen tăng, nhưng mà vấn đề là lúc đó thị trường chung đang rơi thì đó là cho thấy là các cổ phiếu này đang mạnh hơn thị trường và đang khỏe hơn thị trường. PDR mang tính bo cung, HDG ngày hôm nay cũng là điều chỉnh trở lại này, khối lượng thì vẫn ở mức thấp, thì xu hướng là ngày hôm nay là các cổ phiếu dòng bất động sản đang có xu hướng điều chỉnh trở lại. DG, KDH, DG đang bị lỗi một chút, nhưng mà ngày hôm nay cũng là điều chỉnh, em đánh giá là điều chỉnh. KDH test lại với khối lượng thấp là tốt này, nếu mà phiên ngày mai ấy, ngày mai mà bứt phá vượt đỉnh này thì đó là cái phiên mà hoàn toàn các anh chị gia tăng được tiếp cái tỷ trọng.
Ngày hôm trước thì em cũng đã khuyến nghị các anh chị là các anh chị đầu tiên đây là điểm mua chuẩn này. Các anh chị có thể mua gia tăng hoặc mua mới quanh vùng hỗ trợ này. Nếu phiên ngày mai mà nổ vôn và giá tăng tiếp ấy, thì các anh chị có thể mua được trong phiên ngày mai nhé, KDH nhé, lưu ý với các anh chị là như vậy. Novoland cổ phiếu bao cung, Nam Từ Liêm cũng điều chỉnh khá là mạnh đối với cổ phiếu Nam Từ Liêm. Ở vùng này thì đó là quanh vùng hỗ trợ vừa qua là kéo lên khá là mạnh, thế nên là cũng ngày hôm nay cũng điều chỉnh khá là mạnh. EGC đấy, sau các anh chị thấy không, rất nhiều các cổ phiếu chẳng hạn như là dòng dầu khí ấy, cũng đang có dấu hiệu là quanh quanh cái đường dưới đường MA50 thì thông thường sẽ có một phiên nổ qua rồi lại test lại, xong xu hướng chung có thể là tích lũy rồi mới lên tiếp. Nhưng vấn đề là vẫn xét về xu hướng, đó là xu hướng lên đấy. KBC các anh chị thấy nổ lại test lại này, ngày hôm qua những cái cổ phiếu như KBC này, EGC này, cổ phiếu đất xanh cũng là đa số là nổ sau đó thường test lại. Lý do test lại là vấn đề là chúng ta như em chia sẻ hôm nãy là thị trường có xu hướng là tích lũy nhiều hơn, thế nên là các cổ phiếu thường có cái trạng thái test lại. Nhưng mà các cổ phiếu đấy là các cổ phiếu nổ sau, là các cổ phiếu yếu hơn. Với các cổ phiếu nổ đầu tiên, nổ trước như này, trạng thái nổ trước vượt đỉnh thì là sẽ là tốt hơn. SSC đang test lại khối lượng thấp tốt này, tích lũy rồi sẽ lại lên tiếp này. Nam Long ngày hôm nay cũng có áp lực giảm mạnh vào cuối phiên, thì cổ phiếu này chúng ta sẽ quan sát thêm nhé. Nam Long với điểm mua chuẩn ở đây, ngày hôm trước thì em cũng đã khuyến nghị các anh chị mua ở quanh vùng này, quanh vùng những vùng hỗ trợ của đối với cổ phiếu Nam Long, thì ngày hôm nay cũng về quanh vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ xem xét thêm. Nếu mà cổ phiếu này bứt phá như KDH ấy, bứt phá với khối lượng lớn ấy, thì hoàn toàn các anh chị có thể mở điểm mua mới, thì đây tạo thành những cái mô hình gọi là mô hình chữ V kép, mô hình chữ V kép và đi lên nhé. Hiện tại vấn đề là chúng ta quan sát ở trong phiên ngày mai, SGS này test lại hỗ trợ, IDG này cũng test lại này, AGG này hồi phục lên phiên này ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng đóng cửa quanh tham chiếu, xu hướng là sẽ tích lũy, thì chúng ta quan sát thêm. Các anh chị nào mua được giá tốt ở vùng này với tỷ trọng thấp thì các anh chị vẫn kiên nhẫn là chúng ta nắm giữ nhé, hoàn toàn không sao cả. Nhìn chung ấy, NDN ngày hôm nay test lại xong rồi cuối phiên cũng hồi phục về tham chiếu ấy, thì nhìn chung em thấy rằng tổng kết lại với các anh chị và các dòng cổ phiếu nhé, đó là các cổ phiếu dòng chính, dòng lớn chẳng hạn như là bất động sản thì ngày hôm nay có xu hướng test lại, đang có xu hướng test lại và nhiều cổ phiếu ở quanh cái vùng hỗ trợ rồi. Nếu test lại và bứt phá tiếp thì cho thấy là xác nhận là cổ phiếu của dòng bất động sản sẽ chạy tiếp, còn xu hướng hiện tại đang có xu hướng test lại và xu hướng là, và chúng ta sẽ quan sát thêm. Và các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu bất động sản thì chúng ta kiên nhẫn nhé. Các cổ phiếu dòng chứng khoán vừa hôm qua bùng nổ, ngày hôm nay một số cổ phiếu cũng đã có những cái trạng thái test lại với khối lượng thấp hoàn toàn bình thường. Ngân hàng test lại khối lượng thấp bình thường. Thép ngày hôm nay bùng nổ, mai khả năng lại test lại. Thì vấn đề là xu hướng vẫn là xu hướng tốt, các anh chị đang nắm giữ vẫn nắm giữ nhé. Còn các cổ phiếu dòng dầu khí khả năng ngày mai sẽ có một cái phiên nổ nữa. Thế nên là nếu mà các anh chị chưa tham gia được đánh ngắn thì ngày mai chúng ta vẫn có thể tham gia ngay từ đầu phiên đối với các cổ phiếu dòng dầu khí. Đó là em xin đánh giá qua về các dòng cổ phiếu là như vậy. Thì nhìn toàn cảnh thì chúng ta thấy rằng dòng tiền vẫn đang ở lại thị trường, vẫn đang luân phiên có sự bùng nổ và đang có sự test lại, và thể hiện là những cái áp lực chốt lời của nhà đầu tư trong ngắn hạn vẫn đang xảy ra, nhưng đó là áp lực chốt lời sau khi nhà đầu tư có lãi. Và như vậy thông thường là sẽ chốt lời xong là cổ phiếu và thị trường sẽ lại đi lên tiếp. Đấy là chia sẻ với các anh chị. Đấy, hiện tại là các anh chị không quá lo lắng về thị trường, vì thị trường của chúng ta có test lại rồi. Nếu mà phiên ngày sáng ngày mai tích cực nhất đó là test lại lớp khoảng trống, xong đó là thị trường sẽ hồi phục trở lại và đóng cửa cuối phiên là mức cao, thì đó là những cái trạng thái là khá là tốt. Nhưng xu hướng là có thể sẽ tích lũy, các anh chị có thể kiên nhẫn là tích lũy ở quanh vùng này, chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn thôi. Nhưng mà cái dòng tiền vẫn có sự luân phiên bùng nổ thì chúng ta nên tập trung vào các trạng thái của cổ phiếu nhiều hơn. Và cái điều tiếp theo nữa là chúng ta cũng cần những cái sự kiên nhẫn, lưu ý với các anh chị nhé, chúng ta cũng cần cái sự kiên nhẫn trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Ok, đấy là em chia sẻ là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật cái danh mục đầu tư nhé. Chúng ta sẽ cập nhật cái danh mục đầu tư ở trong ngày hôm nay. Em chia sẻ với các anh chị như sau về cái danh mục đầu tư hiện tại của hệ thống đang chia sẻ và khuyến nghị với tất cả các anh chị. Đó là hiện tại là các cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là hiện tại điển hình như là cổ phiếu Vinhome, đúng không ạ?
hiện tại như cổ phiếu Vinhome là cổ phiếu ngày mai hàng về, thì khi cổ phiếu Vinhome ngày mai hàng về thì bản thân em sẽ theo dõi. Nếu mà cổ phiếu mà đóng cửa dưới 110 thì lúc đó là có thể trong phiên rung lắc là chuyện bình thường nhé, nhưng mà đóng cửa 110 thì chấp nhận là chúng ta sẽ cắt lỗ đối cổ phiếu Vinhome nhé. Lưu ý với các anh chị là như vậy. Còn rất nhiều các cổ phiếu mà vẫn duy trì được những cái đà tăng tốt của chúng ta, chẳng hạn như MBS này, DG ngày hôm nay có sự điều chỉnh mạnh, nhưng mà em đánh giá đó chỉ là cái điều chỉnh ngắn hạn thôi. Và ngày hôm nay em cũng khuyến nghị các anh chị là mua một số cái cổ phiếu trong đó là có DG, đó là chúng ta mua ở quanh vùng, ngày hôm nay em khuyến nghị các anh chị là mua ở quanh vùng 32.5, 32.4 và 32.5, cuối phiên đóng cửa mức thấp nhất. Nhưng ngày hôm nay khuyến nghị các anh chị là mua gia tăng thêm ở vùng 32.4 và 32.5. Nam Kim cũng cho trạng thái tích cực trong thời điểm hiện tại, PC1 vẫn duy trì một cái đà tăng tốt. GVR ngày hôm nay vẫn tăng tăng tốt. Thì nhìn chung là trong danh mục hiện tại của chúng ta thì các cổ phiếu vẫn đang vận động theo đúng cái xu hướng. Riêng có VHM là cái cổ phiếu ngày mai thì khi hành động như thế nào thì em sẽ chia sẻ cụ thể với tất cả các anh chị. Vừa qua VHM thì em cũng phân tích là dòng tiền đã tham gia trở lại rồi, và cái thứ hai nữa là có khả năng là sẽ là những cổ phiếu mà tạo cái cảm hứng cho dòng bất động sản chạy, cũng như là tác động đến điểm số ở thị trường. Tuy nhiên là hiện tại là những cái phân tích đó đang bị sai và không đúng như cái thực tế, thì chúng ta thấy rằng có thể chúng ta phải cắt lỗ đối cổ phiếu này. Nhưng mà vấn đề trong phiên ngày mai sẽ là cái phiên quyết định nhé, các anh chị lưu ý. Vâng ạ. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin của Thế và hệ thống đầu tư Target. Và các anh chị nhớ like video nhé. Các anh chị nhớ like video và nhớ đăng ký kênh nhé. Cũng như là các anh chị có thể share cái quan điểm của Thế và hệ thống đầu tư Target cho những anh em và bạn bè mình đang có nhu cầu đầu tư về chứng khoán nhé. Như vậy là em rất là cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo. Bye bye, xin chào tất cả các anh chị ạ.